Xin chào các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thiết kế ý tưởng trong thiết kế đồ họa và thiết kế những ý tưởng thường dùng và những cái ứng dụng thường dùng trong thiết kế đồ họa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài học này đơn giản. Ở đây ta sẽ phần layer của chúng ta. Select this color. Rồi, phần layer của chúng ta đây. Thì ta sẽ ẩn hàng cái đi và chúng ta sẽ ấn cái bookmark tại đây. Các phần bookmark này chúng ta sẽ đây thì là achievement bow tie library. Đây ta sẽ close này đi nha. Rồi, tất cả. Đó. Đây, ở đây cái phần này, đầu tiên là cái phần bên trái này. Bên trái này chúng ta sẽ hiện tại nhé. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái phần trang link to file. Ta sẽ tạo một cái trang group. Ok. Phần hai rồi thì ở đây có bên nào phần này ở đây thì cái phần này ấy, chúng ta sẽ mở một cái ví dụ như là một cái tháng bất kỳ đi đúng không November thì hay là April thì April rồi Ctrl P đây là ba rồi đây là Ctrl C nó đã copy rồi. Rồi, xem lại nhé. Rồi. Tiếp tục lên là ở đây cái phần bút sẽ này ta sẽ dùng phần bên trên. Bên trên phần này. Webpick and website. Cho webpick. Đó sẽ ok, đây cái này nha. Rồi, cái phần bên phải này. Cái bên phải này là chúng ta sẽ xóa này đi và cần chọn CP vào đây. Thì tại đây chúng ta thay thế cho nó một cái tháng April đúng không? Rồi. Cần chọn S. Rồi. Như vậy. Rồi. Đây biết rồi. Rồi. Cái phần này chúng ta sẽ import ra. Đây. Get code. Và blend phần A cộng. Phần A cộng vào nhé. Ok. Black được. Đây sẽ có là và hạt. Rồi. Tiếp theo. Ok, hai cái phần này nó sẽ giống nhau vậy. Ta sẽ bút một này. Bút hai này. Rồi, trang bên trái. Bên trái đây. Ta xóa đây đi. Có hợp thế chắc xong rồi một hai rồi. Đại bố tí. Rồi, ở đây ta sẽ ăn chung. Kéo ra. Đây như thế nào. Rồi. Đây ta sẽ chọn là section và ta sẽ chọn là phần này. Okay. Rồi, ta Ctrl C với phần này nhé. Ta sẽ có một cái trang như thế này đúng không? Phần right này chúng ta xóa nó đi. Xóa nó đi. Phần trang C. Rồi. Ok. Ta Ctrl S. Rồi sẽ có cái phần như thế này. Đúng không? Rồi, search first. Search all. Ở đây thì là ta phải đổi đúng không? Phần gì? Phần này là phần left. Phần left. Phần left chúng ta sẽ rename to file. Và nó là April đây.
Rồi. Bạn nghĩ rằng bạn chịu sẽ trở phải đặt cực. Rồi, sẽ ít đặt. Và rồi, tạm biệt 1 phút nữa. Tôi đã có phần 3 nhé. Phần 3 để có sẽ được thành. Đây là tờ bên phải. Rồi. Rồi, đây ta sẽ xóa. Ta sẽ ghi nhé. File. Và ở đây thì ta sẽ muốn là một cái trang này. Trang này đi. Một trang Go đi, đúng không? Một trang ở đây thì ta sẽ có như thế này. Nó sẽ đi kèm theo là của ta là gì nhỉ? Ví dụ đây ta sẽ có là là ví dụ ta có 2 nến ta đi, nến vàng nến thứ 5, 2 nến ta phụ trách rồi, ta sẽ C. Rồi, ta có thể là gì để mở cái thì là right and right left ở đây đi phải là cái gì thì ở đây nó sẽ thay thế một cái tờ right đúng không? Right right ok đợi một tí rồi đợi một tí con nhé đừng tính vào đây.